Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Phu quân ngốc nghếch. Đây không giống như lời mà chàng có thể nói ra được. Chàng ở trước mặt người khác đều là bộ dạng thông minh có thể ứng phó tất cả mọi chuyện. Nhưng chàng của tối nay, trong lòng hình như có một ngọn núi lớn đè lên. Thư giãn một chút đi Đại Lôi. Có còn nhớ chuyện năm đó của Tô gia không? Lúc đó phụ thân của ta vì bệnh mà qua đời, Tô gia trong chốc lát không có lực lượng chính. Ta bị mẹ kế nhốt ở trong quan tài, lúc đó ta nghĩ rằng ai có thể cứu ta ra ngoài, sau này ta sẽ làm trâu làm ngựa, kiếm nhiều tiền để báo đáp cho hắn. Nhưng lúc mà ta nghĩ nếu như chàng cứu ta, nhưng ta lại nghĩ rằng muốn cả đời này đối xử tốt với chàng, cả đời đều thích chàng. Sau đó chàng thật sự đã đến cứu ta rồi. Bắt đầu từ lúc đó ta đã nhận định bản thân sau này chính là người của chàng, không ngờ chàng lại bị quan binh cho vào đại lao. Lúc đó cả người trong chốc lát đều rất sợ, rõ ràng bình thường tư duy nhanh nhẹn, nếu thật sự xảy ra chuyện, sốt ruột tì đầu óc mất lý trí không có chú ý, mới bị mẹ kế lừa sạch gia sản. Cho nên ta muốn nói là Đại Lôi hãy thư giãn đi, cảm nhận trái bưởi căng mọng đi nào Đại Lôi. Càng là lúc nguy cấp mấu chốt thì càng cần phải giữ được bình tĩnh. Cho dù là chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ đều sẽ có các giải quyết, từng bước một đừng có quan tâm sẽ hỗn loạn. Hãy ngủ một giấc đi. Tiểu Anh nàng thơm thật. Ngưu Nữ trong lúc họp thì ngủ 3 ngày, tối nay có tinh thần gấp trăm lần. Lêu lêu lêu. Nhanh ngủ đi. Một lát sau, Tiểu Anh bưởi to quá ta có chút không thở được. Đỡ hơn chút nào chưa? Phu quân, chàng ở Trường An đã trải qua những gì vậy? Nói chi tiết cho ta nghe được không? Là như vậy, rồi như kia, thì ra là như vậy, mắng hay lắm, đây thật không phải là trách nhiệm của chàng. Như vậy, liên tục chết 10 vạn người sao, chả trách trong lòng chàng lại nặng nề như vậy, chịu đựng đau khổ lớn như vậy. Thiên Tứ chỉ nói vài câu thì đã gieo hạt giống nhập ma trong lòng của chàng, tên này quả thật đáng sợ. Chả trách chàng lại đột nhiên có nhiều suy nghĩ điên cuồng mà tiêu cực như vậy. Nhưng mà, ta ngược lại cảm thấy cái này không phải là trọng điểm. Đại Lôi, chàng nghĩ thế nào về Cũ Tiên Nhi? Nữ nhân này có chút kỳ lạ, không phải người phàm. Nhưng ta và cô ta thậm chí đến ngay cả một câu cũng chưa nói, muốn điều tra cũng không biết điều tra từ đâu. Phòng trộm đang còn khởi động. Mấy tháng Thiên Tứ đã từng đem theo 4 người kỳ lạ toàn thân đều quấn đầy băng vải chấp nhận phong thưởng cho Lý Nhạc Thiên. Hai người trong đó là Thôi Lộng Hải và Quỷ Kiến Sầu, một người trong đó đã trở thành luyện đan sư của Lý Nhạc Thiên, còn có một nữ tử thân hình xinh đẹp. Rất nhiều người cho rằng nữ tử đó sớm đã bị Lý Nhạc Thiên thu vào hậu cung, nhưng mà ta có một loại trực giác. Có khi nào nữ tử đó chính là Vũ Tiên Nhi? Mà chàng ở trên Mãn Đình Phường, mục tiêu mà Bộc Hùng từ khi bắt đầu muốn xâm phạm, cũng chính là Vũ Tiên Nhi. Với tính cách của chàng đối với bạo hành xảy ra trước mắt, nhất định sẽ không ngồi im không quản. Có lẽ là sẽ che giấu thân phận ra tay cứu người, Vũ Tiên Nhi mượn cơ hội quen biết với chàng, phát triển tình cảm. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ là Đào Tử hồ đồ ra sân, quậy phá cả cục. Đúng là màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân đặc biệt thiết kế, chiêu trò, nhưng cực kỳ rất có tác dụng. Mà phu quân tốt của ta lại dễ bị trúng chiêu này nhất. Tiểu Anh nàng biết mà. Ta cũng không phải là người gặp một người là yêu một người, đều là có tình cảm mới thu nhận. Chàng nói tỉ muội nào chưa trải qua chuyện tương tự như vậy. Nam nhân nào bị đệ nhất hoa khôi của Trường An nhìn trúng, trong lòng không thấy vui chứ. Đúng không Đại Lôi, chuyện này. Hư đồ lăng nhăng. Tóm lại nếu như Vũ Tiên Nhi thật sự là người của Thiên Tứ, vậy thì hắn tốn sức lực đem Vũ Tiên Nhi nhét vào bên cạnh chàng tuyệt đối không phải là thèm cơ thể của chàng mà là đang âm mưu gì đó. Một là tình báo, hai là... Trong đáy lòng của Tô Anh đột nhiên sợ hãi.
một tên có thể đoạt xá thân xác. Đại Lôi, ta cảm thấy mấu chốt phá cục có thể là ở trên người của Vũ Tiên Nhi. Thậm chí mấu chốt đánh bại Thiên Tứ cũng ở trong đó. Mọi người xem tới đây đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón xem sớm nhất những tập mới khi ra nhé.